Xin Đức Việt chào tất cả các anh em. Hôm nay mình đang đi tập dượt cho chú Chảo Mào ở phía bên này và chú Chòe đây các bạn. Đó. Để mà muốn mà có một con chim sau này mà chơi thì dành thời gian tập luyện cho chúng nó. Và cái quan điểm của mình ấy là mình gột từ những cái con chim từ ban đầu lên đấy, còn từ toàn từ bụng lên đấy các bạn. Còn anh em nào mà chưa có nhiều thời gian thì có thể là mua những cái con chim anh em họ nuôi rồi có thành tích rồi cũng được, càng tốt không sao, nhưng làm sao mình phải tập luyện để cho nó giữ được cái phong độ của nó, thậm chí là khai thác thêm được cái thành tích của nó lên nha các bạn. Còn nhát đấy, đi đổ nước này, cầm cái này đi cho nước vào. Trước khi đến thì để cho tĩnh một chút các bạn. Màu bên này đây. Cứ một tay xách lồng và một cái lồng chằng ở đằng sau nha các bạn. Bên kia dã chào màu rồi. Bên này thì dãi họ mi. Cho các bạn xem con màu nhé. Màu thì mình nuôi mấy con. Màu thì mấy con đi thi mình gột mộc từ những vụ trước thì đợt này có 2 con đi thi được và đều có thành tích cả. Còn Chòe thì phần lớn là nó đều máu đánh nhau, nó xù, đâm ra là hót nhà rất là mạnh. Nhưng mà đi thi thì chưa con nào đạt yêu cầu, bởi vì chịu đánh nhau thôi. Màu này các bạn này. Trước khi đến thì mình đến được mấy phút rồi. Đó. Mình cứ để đây cho nó nghỉ ngơi một lúc, cho nó quen với những cái không gian ở đây đã. Sau đó thì là một lúc nữa thì mình sẽ mang lên mình treo. Chia sẻ với các bạn là cái quan điểm của mình ấy, là mình muốn trải nghiệm, muốn nghiên cứu những con chim mà thấy được sự phát triển của nó qua từng ngày. Đấy, do vậy là mình rất hay gột những cái con chim từ ban đầu này lên. Các bạn xem kênh YouTube Cám Chim Đất Việt thì các bạn thấy rồi. Thì cũng cứ nuôi dần dần lên thôi. Rồi nó có thành công hay là nó có chưa thành công thì cũng là những cái trải nghiệm cho bản thân rất là hay. Đấy nha các bạn. Còn anh em nào mà chưa có thời gian để nuôi thì anh em có thể là mua những con chim anh em họ nuôi rồi. Đấy, hoặc là có thành tích rồi. Cần thì càng tuyệt vời. Đấy. Thì anh em về anh em chăm sóc giữ phong độ cho nó và phát triển phong độ của nó cao hơn thì cũng là một cái rất hay. Đấy. Qua quá trình nuôi dưỡng để mình cảm nhận nó, để mình đi thi đi dãi dượt thì là điều rất là vui. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ở trên những cái video kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Đấy, chào đến tiếp đây các bạn. Chú này thì đang trong quá trình tập luyện. Cứ nuôi dần thôi. Còn hai chú ở nhà kia thì đi chơi thì tốt. Đang kia rãi Chòe bên kia.